Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Instagram bản nâng cấp đốt cháy trái tim của rất nhiều người yêu cái Instagram nhỏ. Để làm mới là cái chiếc Instagram của mình, một biker trẻ người Việt đã dọn lại chiếc xe cừng theo một cách là đồ kiển, tạo ấn tượng rất là bật, nhưng không phải phá dáng nguyên bản của xe. Dàn đầu chiến mã được trang bị cụm công tắc Enabis, bao tay Racer Boy, một LED L4X trợ sáng tối ưu cho xe khi di chuyển trong các đường điểm tối. Trong một console tích hợp rất nhiều các chức năng đo đạc dưới dạng LCD. Dàn chân trước được trang bị heo dầu Rainbow 2 bit đối xứng, đĩa cover đỏ bật trên góc ảnh của cái mâm Racer Boy CNC nguyên khối là khá đắt tiền. Bộ đèn đạp Rainbow được bung ổng mới lạ theo kiểu dáng của cái chiếc Ducati thần thánh. Chân lục Magic kẹp sườn với hành trình 140mm có nhiệm vụ giúp đầu xe ổn định hơn trên độ cao. Phần cấp sau phát tăng sơn được lấy từ người anh em cái Exeter 155 số. Hai chân trống được làm bằng cái chất liệu titanium nhìn rất là mắt. Kawasaki Victor 150 độ may lên hồn hai thì bước phá mọi đại. Kawasaki Victor 150 là một trong những hung thần tốc độ với động cơ hai thì thuộc phân khúc 150cc bạch vẽ, cạnh tranh với những dòng xe hệ điện khác có tên tuổi như Honda NSI 150, Yamaha TZE 150. Và có nói cái chiếc xe hiện nay thuộc dạng hàng hiếm ở Việt Nam và số lượng xe chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều biker đã gửi gắm cái niềm đam mê của mình vào con chiến mã này bằng những món đồ đầy ấn tượng như cái chiếc Victor 150 đậu bên dưới đây. Xem qua tổng thể con chiến mã đã được khoét cho mình một bộ cánh là chuyển màu theo từng góc nhìn, em nó trở nên tinh tế sang chảnh hơn. Bên cạnh đó với những món đồ chơi thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp như Rainbow Hollywood phía trước tạo điểm nhấn cho người xem, bích cặp ti phục được phủ lớp titan mang vẻ ngoài sang trọng, dàn chân mỏng manh cách chơi ưa thích của nước bạn. Chúng ta đã được cái niềm nhầm ống ánh sắc vàng, hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Corrado Test kết hợp heo Rainbow Beast. Việc thay đổi như thế này vừa tăng hiệu độ kiển cho xe mà còn giúp phanh có độ ổn định tốt hơn. Góc nhìn bên cánh trái tay được thêm cái trợ lực Holin giúp cho xe ổn định lái hơn khi giảm độ cao. Phía dưới là bộ số gãy CNC cho người lái có dáng ngồi thể thao hơn, cũng như việc sàn số trở nên linh động hơn. Ống xả dành cho dòng hai thì với lông bột carbon giúp cho giảm nhiệt cực tốc. Bên cạnh đó là cổ bô bụng bầu giúp âm thanh xé rách tê tái hơn. Cảm ơn bạn giúp này hình kích tiếp, nhớ like, share, subscribe.